Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Việt Thương. Hôm nay Vũ sẽ tiến hành khui thùng một cái sản phẩm cao cấp của hãng trống điện Roland, đó là hãng trống điện VAD-503. Chúng ta sẽ cùng nhau xem thử bộ trống này có gồm những gì nha.